đây là những cái sự mà nhận xét về 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 tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cũng chia sẻ với quý vị luôn là Phượng Khấu này thì là tôi đã nhận lời cách đây một năm rồi. Tức là thực sự mà nói cái hôm buổi chụp hình á, thì là tôi không đi chụp được bởi vì tôi bận quá. Thì nhưng mà Tuấn Anh á, thì tôi có nói với Tuấn Anh là em ơi chị không chụp nhưng mà là chị vẫn đóng nha em. Là đó là tôi khẳng định cách đây một năm. Xin chỗ trước. Thì trải qua bao nhiêu việc, coi như là trải qua rất là nhiều những cái mà tưởng là Phượng Khấu không thể làm được. Nhưng mà chúng tôi đã vượt qua. Thì Tuấn Anh có nói là chị, vì bà Đào nghe chị, đó là một cái điều mà tôi rất là, phải nói là tới bây giờ mình vẫn thấy là mình làm điều này là đúng. Tuấn Anh nói tại vì có những lúc mà tôi không thể khớp được cái thời gian với đoàn thì tính bỏ cuộc. Thì Tuấn Anh nói là chị, mình phải vì chị Đào, bởi vì em muốn là phải có một cái vai và một cái đất diễn để có thể gọi là moi hết được cái tố chất của chị Đào. Thì đó là hoàn toàn là cái điều mà tôi rất là muốn làm cái điều đó. Đó là cái điều đầu tiên tại sao mà tôi cứ đeo cái Phượng Khấu này hoài, mặc dù là có những lúc tưởng chừng là mình phải bỏ cuộc. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là khi mà biết cái dàn diễn viên, đầu tiên là chỉ biết có anh Lộc với lại Hồng Đào và tôi thôi, thì là tôi đã mừng lắm rồi. Thực sự mà nói á, thì cái điều đó là điều mà tôi ước ao từ rất lâu. Tôi có một cái ước ao là giá như gọi là Sài Gòn, tức là ai đó đứng ra làm một cái vở kịch mà gom hết tất cả anh chị em tụi tôi ngày xưa ở 5B lại, thì là cái điều mà tôi ước ao vô cùng luôn. Nhưng mà tôi cứ mong chờ một cái vở kịch thôi, không dè cái việc đó nó lại xảy ra ở một bộ phim. Là Tuấn Anh đã làm được cái điều đó, thì cái đó là cái đầu tiên mà khi Tuấn Anh đặt vấn đề là tôi nhận lời liền, là vì chị ơi, anh Lộc nha chị, Hồng Đào nha chị, đó là tôi nhận lời đã. Cho đến khi mà mình đi, tức là bắt đầu là bấm máy cái bộ phim này á, thì là lúc đó gặp thêm chị Minh Trang, rồi á, cô Lê Thiện, rồi Tuyết Thu, rồi Minh Nhí. Trời ơi, tự nhiên á, tức là nó là một cái, rồi Ngọc Hiệp nữa, là cái cảm giác nó giống như là trời ơi, nó sao á. Mọi người có biết không, tức là khi mà tụi tôi xét một cái cảnh á, là ví dụ diễn viên là cứ đúng ông giám đốc sản xuất là ông cứ chị ơi ngày mai 6 giờ có mặt nha chị. Trời ơi, là tụi tôi chỉ biết là từ Sài Gòn đi xuống Long An là cứ 6 giờ đúng, ngồi tới 9 giờ tối mới được quay. Trời ơi, tôi nói mỗi ông mỗi bà có một cái gia tài là một cái ghế nằm, và cứ thế nằm lây lất, nằm dưỡng thai. Tụi tôi cứ giỡn vậy đó, nói nằm dưỡng thai chờ thời để chờ vua vời á. Đó, nhưng mà không một ai bất bình, không một ai cảm thấy là buồn, là tại vì sao? Cái cơ hội mà để anh em gặp lại nhau á, để mà hàn huyên á, nó mừng ghê gớm lắm. Thì và để trả lời câu hỏi của bạn là khi mà tôi biết được cái vai của tôi là một cái vai phản diện, thì thực sự là tôi hồi đó giờ đóng, khi mà tôi đóng với Hồng Đào là mặc định là nghiễm nhiên tôi phải phản diện, mà Hồng Đào là chính diện từ xưa giờ, không bao giờ có điều ngược lại luôn đó. Thì mình đã biết như vậy rồi thì mình vẫn ok thôi. Và trong cái quá trình làm việc á, thực sự có một cái điều gì nè, tôi trở lại cái tuổi thanh xuân của mình, cái hồi mà 5B. Tức là hồi xưa ở 5B á, là anh Lục, anh ở 5B Võ Văn Tần, ở 5B thì cứ hay gọi là 5B vậy đó. Thì đây là leader của tụi tôi, có nghĩa là ông nói gì phải nghe lời. Rồi ông dữ lắm luôn, ông chửi hết luôn á. Vô đứa nào chỉ cần đêm đó trực một câu, một chữ, một gì là ông chửi. Mà chửi là căm hồng hết, không có ai dám cãi ông hết. Đó, vì ông là phù thủy sàn diễn từ đó rồi, mà tới giờ cũng chưa ai thay thế được ông. Thì ngày trước tôi còn nhớ hoài là hình như là chỉ có một mình tôi là cái con mà dám cãi anh Lộc. Đó, thì là không phải cãi mà thành nhân dân. Mà thực sự mà nói nghe là hồi đó tôi là người anh Lộc, nhưng mà anh Lộc dạy tôi rất nhiều. Tôi có được Thị Bình trong Lôi Vũ mà được mọi người yêu mến á, thì là do anh Lộc, là nhờ anh Lộc hết.
Dạ không có, lôi vũ mà. Dạ không có, không có, không có. Là rồi cho đến bây giờ, qua bao nhiêu thời gian mà anh em trẻ làm hai sân khấu không được, tôi là tôi không được diễn với anh Lộc. Đương nhiên là không, bao giờ anh Lộc có cái suy nghĩ là được diễn với tôi rồi, chỉ có tôi thôi. Là tôi lâu lắm rồi tôi không được diễn với anh Lộc. Thì tôi là, nào là quản lý sân khấu, nào là dựng vở các thứ, mình nói người ta không à. Mình chỉ cho người ta diễn mình thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà khi ở phường khấu là ngồi im lặng vậy. Thoại với ông Lộc, ông nói em ơi em phải diễn về nghe em ấy. Dạ, 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 anh ơi em diễn gì được không anh? Dạ, đó. Thật sự mà nói, mình trở lại cái thời thanh xuân của mình á, tự nhiên. Tại vì sao? Anh Lộc là một cái người mà khi diễn với ảnh, từ tâm lý cho đến hình thể, cho tới cái logic của mise-en-scène hay là những cái cao trào, thì luôn luôn ảnh tạo cho mình là cái nhân vật của mình sẽ là đúng và sẽ là hay. Thành ra là đối với những diễn viên như tụi tôi, cho dù có làm ở đâu đi nữa, làm cái gì đi chăng nữa, nhưng mà khi diễn với anh Lộc, ảnh nói là tụi tôi nghe lời, nghe một cách mà không phải là ấm ức nha. Đó, cái đó là cái thực sự. Sở dĩ tôi hỏi, tôi nói cái điều này ra để mà tôi khẳng định lại một lần nữa là nhờ anh Lộc, Tuấn Anh nói rất đúng. Tức là khi anh Lộc nhận cái vai này và tụi tôi biết là anh Lộc nhận, là tụi tôi sẽ nhận. Cái điều đó là chắc chắn. Và khi anh Lộc làm, tụi tôi sẽ làm. Anh Lộc không bỏ là tụi tôi sẽ không bỏ. Thì cái điều đó là hoàn toàn chính xác đó anh. Em nói cho anh biết là như vậy. Ngài ngữ. Có những bữa mọi người biết không, đi quay về hả, xong rồi nhớ nhau á. Nhớ nhau á. Cái nhắn mắt xịt. Ngài ngữ ơi em nhớ ngài quá. Xong rồi anh Lộc, anh Lộc nhắc gì với bà nội, thì sao bà nhớ tôi vậy. Không, nhưng mà tại vì nó là như vậy. Cái cảm xúc đó, cái cảm xúc đó rất là ngộ luôn mọi người. Và với cái nhân vật Phương Nhậm này, thì thực sự đây là một nhân vật ở trong lịch sử rất ít tư liệu về bà. Thành ra khi tôi nhận cái vai này, thực sự mà nói á, nó có hai mặt. Tức là nhân vật Hồng Đào khó hơn, là đây là nhân vật lịch sử mà gọi là ai, hầu như ai cũng biết, và những cái dữ liệu về bà rất nhiều là bà Từ Dụ. Cho nên Hồng Đào á, là khó có thể fantasy được, phải trong một cái khuôn mẫu đó. Nhưng với nhân vật Phương Nhậm thì bản thân tôi có thể fantasy được về mặt cảm xúc nhân vật. Đó, nó là như vậy, cho nên may mắn hơn bạn tôi. Cho nên khi nhận nhân vật này á, là tôi nghĩ chắc chắn không phải là nhân vật không hay rồi. Đó, cho nên là tại vì cái trực giác của một người diễn viên, mình đã diễn nhiều rồi, mình biết nhân vật nào nó sẽ hay và nhân vật nào mình sẽ phù hợp với nhân vật đó. Đó, và khi với Phương Nhậm thì ở nhà thì hỏi chồng, đi ra ngoài hiện trường thì hỏi Tuấn Anh, hai ông đều là Tuấn Anh hết. Một Tuấn Anh chồng, một Tuấn Anh em, là hỏi về Phương Nhậm. Tại là bởi vì ít quá, lịch sử ít quá. Thì sau khi nhận cái này rồi, tôi mới coi Diên Hi Công Lược, tôi mới coi Như Ý Truyện, tôi mới coi này kia cái nọ. Chứ còn trước đó là không bao giờ coi, không có coi. Đó, câu hỏi các bạn được chưa ạ?